Có một câu hỏi được đặt ra đó là giữa một cái người mà chưa có kinh nghiệm về bất động sản, cũng chưa bao giờ tham gia đầu tư kinh doanh trên thị trường bất động sản thì làm cách nào có thể vượt qua được cái tỷ lệ gọi là sinh lời cũng như là cái khả năng và cái kỹ năng mua một sản phẩm bất động sản và đem lại cái lợi ích cao hơn cả những cái chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản cũng như là những người chuyên làm nghề trong cái lĩnh vực bất động sản. Thì nói tới đây thì quý anh chị và các bạn sẽ có khuynh hướng để chỉ cho rằng chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản hay là những người chuyên hành nghề bất động sản thì đương nhiên là phải giỏi hơn và hiểu biết am tường các kiến thức về bất động sản cũng như đưa ra những cái quyết định đầu tư vào bất động sản tốt hơn rất nhiều những người nghiệp dư đặc biệt là những người làm công ăn lương và thấp hơn nữa đó là những người À, lao động trong môi trường là các xí nghiệp, các nhà máy, à, tiêu chung là công nhân trong các cái nhà máy trong các xí nghiệp. thì vậy với những người như vậy không hiểu biết nhiều về bất động sản cũng không có nhiều kiến thức kinh nghiệm và đặc biệt là cũng không nhiều thông tin, à, không có nhiều thời gian để có thể cập nhật cái tình hình thị trường được giống như những cái chuyên gia thường xuyên làm trong nghề thường xuyên nghe ngóng được rất nhiều những cái thông tin mà vẫn có cái hiệu suất đầu tư cao hơn rất nhiều so với các chuyên gia đầu ngành hoặc là so với những người chuyên hành nghề kinh doanh và đầu tư bất động sản đang tràn lan ở ngoài kia thì làm cách nào và cần phải lưu ý những điều gì thì chúng ta sẽ cùng nhau sẻ chia những kinh nghiệm của bản thân thắng và nhóm thắng ơi TV để anh chị và các bạn có phần nào có cái góc nhìn riêng của mình để đưa ra những cái quyết định với với những người không chuyên nghiệp dư có thể làm tốt trong cái lĩnh vực này. Cái điểm thứ nhất là chúng ta phải quay lại với cái câu chuyện đó là chuyên gia là gì? Chuyên gia là những người chuyên làm và thành công ở những việc nhỏ nhưng thường là thất bại ở những việc lớn. Thì như vậy nó gọi là chuyên gia có thể những chuyên gia nhận định và đưa ra những cái nhận xét đúng trong 9 trường hợp nhưng thường sai ở những cái trường hợp quan trọng nhất lý do là bởi vì uh, các chuyên gia trong lĩnh vực thì họ có quá nhiều thời gian để theo dõi thị trường cũng như cập nhật tình hình thông tin giá cả và họ được nhồi nhét vào trong cái sọ não của mình quá nhiều những cái thông tin phân tích xu hướng thị trường và từ đó thì họ thường đưa ra những cái nhận định ban đầu mang tính chất chủ quan và có khoa một cái bài bản khoa học thì thường đúng, nhưng đến một cái giai đoạn gọi là thông tin và lượng thông tin nó đến một cái ngưỡng thái quá, tức là nó đạt đến cái ngưỡng gọi là, là 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 quá nhiều về mặt thông tin, bồi nhét vào trong đầu họ cũng như là những cái thành công trước đó thì làm cho họ thường sai ở những cái quyết định lớn. Và khi những quyết định lớn sai thì họ thường đem toàn bộ những cái công sức trước đó đổ sông đổ biển. À, thứ hai câu chuyện tôi sắp kể đây thì sẽ thấy được một cái điều mà thực sự khá là giản đơn trong cái việc đầu tư bất động sản tôi có một vài người bạn chuyên kinh doanh trong một số cái lĩnh vực nhà hàng thức ăn nhanh và cái lĩnh vực bạn tôi kinh doanh đó chính là kinh doanh một cái xe đẩy cháo lòng một bạn khác thì kinh doanh trong cái việc đó là buôn bán rau củ quả tức là từng buổi sáng thì tới chợ đầu mối mua rau à, mua các cái đồ rồi gọi là thực phẩm à, đem đi các nơi khác xa hợi, à, vùng chợ đầu mối để bán à, vợ, kiếm lời thì hai cái người bạn này đều là những người làm công ăn lương là những cái người mà có cái thu nhập gọi là khá là bình thường tuy vậy thì vì cái nhu cầu thực tế của câu chuyện cần một cái nơi ở, cần một cái nơi sinh sống để an cư để cùng để để để, để làm nghiệp. Thì à, những người bạn này thông thường là sẽ tích góp cái phần lợi nhuận mà trong quá trình buôn bán của mình à, thành một khoản, sau đó thì sẽ gửi vào ngân hàng à, chờ tới khi mà cái khoản tiền tiết kiệm đó nó đủ lớn à, khoảng 70% à, của một cái miếng đất thì các bạn sẽ à, vay thêm à, ngân hàng khoảng 20 đến 30 phần trăm nữa để mua một cái miếng đất một cái căn nhà ở ngay tại cái khu vực mà mình đang ở trọ ở sinh sống và cái quan điểm của những người này thì phần lớn là không có nặng nề không gần như không như am hiểu về thị trường chủ yếu mua là với cái mục đích căn nhà và miếng đất đầu tiên là mua để phục vụ cái nhu cầu thực tế là sinh sống để có thể cưới vợ để có thể lập gia đình để có thể có một mái ấm sau khi mà đã có một căn nhà như vậy rồi thì những người này lại tiếp tục với cái quy trình y như vậy và mua một cái miếng đất hay là một cái căn nhà mà có phòng trọ để cho thuê. Là điểm thứ ba mà chúng tôi muốn cung cấp với anh chị và các bạn nữa đó là những người mà trong câu chuyện chúng tôi vừa kể thì là họ mua hai thứ. Thứ nhất đó là mua cái nơi để sinh sống, nơi để an cư đó là nhu cầu cấp thiết cấp bách. Thứ hai, họ mua là mua một sản phẩm bất động sản có dòng tiền, tức là mua một miếng đất, một căn nhà có cái à, gọi là à, có phòng trọ để cho thuê, thì có dòng tiền đời đều về. À, với cái cách nghĩ rất là giản đơn như vậy, thì à, họ sẽ tìm kiếm và thu thập cái thông tin, tìm cái vị trí mua à, ở gần cái khu vực mình đang sinh sống để dễ bề cho câu chuyện là quan sát kiểm tra cũng như là hiểu về cái giá cả ở cái khu vực mình đang sinh sống hiện tại thì đất đai nhà cửa nó đang như thế nào thì họ dễ trong cái câu chuyện rất là chỉ cần đi hỏi uh, những người hàng xóm láng giềng rồi những người xung quanh trong cái môi trường sống thì họ đã dễ dàng có thể biết và nắm chắc được những cái thông tin liên quan đến cái sản phẩm bất động sản cái căn hộ cái giấy phòng trọ mà họ thuê điểm thứ tư mà chúng tôi muốn nói tới với anh chị và các bạn đó là uh, khi mà những người này những người này là những người khá là nghiệp dư uh, họ là những người mới tham gia vào cái lĩnh vực bất động sản uh, điểm đầu tiên tham gia là vì cái nhu cầu ở điểm thứ hai tham gia là vì cái nhu cầu để dành và tiết kiệm không hòng không bao giờ có cái suy nghĩ đến cái câu chuyện đó là À, đất đai sẽ tăng giá như thế nào trong thời gian sắp tới hoặc là đất đai sẽ giảm giá như thế nào trong thời gian sắp tới họ cũng không uh, dành về mặt tài chính để tính toán về dòng tiền hay là tính toán về những cái vấn đề phức tạp trong cái việc là tiền thuê thu về so với cái này cái kia như thế nào mà họ chỉ làm theo một cái gọi là cảm tính khá là rán đơn phục vụ những cái nhu cầu cấp thiết và thường xuyên hàng ngày Đấy, à, à, câu chuyện chúng tôi kể nó chỉ như vậy thôi. Tuy vậy thì thắng lợi và thành công à, vượt xa so với những cái chuyên gia so với những cái người mà thường xuyên à, tham gia trong cái lĩnh vực bất động sản, tư vấn lĩnh vực bất động sản hoặc là kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Họ quá nhiều thông tin, do đó họ thường xuyên mua đi bán lại các sản phẩm bất động sản của mình và họ cân nhắc rất là nhiều. Các vấn đề liên quan tới thiệt hơn trong cái quá trình đầu tư à, Miếng đất này đã tăng bao nhiêu phần trăm, lợi tức ra sao Trong suốt một khoảng thời gian dài, à, khoảng 10 tới 15 năm Nhìn lại tất cả những thứ mà những cái người bạn, những chuyên gia Và những người quen biết trong cái, cái giới kinh doanh đầu tư tài chính cũng như đầu tư bất động sản Thì tôi chợt nhận ra rằng là những người mà nghiệp dư không có quá nhiều kiến thức về bất động sản thì lại là những người hướng được cái lợi ích nhiều nhất và đem lại cái biên lợi nhuận là nhiều nhất. Lý do là bởi vì khi họ nghiệp dư, khi những người này không hiểu về bất động sản và cũng không quan sát quá nhiều về thông tin, không để ý quá nhiều đến vấn đề giá cả của bất động sản mà mình đã mua 10 năm trước đó, thì họ được hướng chọn toàn bộ cái phần tranh lệch giá của bất động sản. Mà trong suốt cả một trạng dài 10-15 năm vừa qua đã tăng giá Còn những người mà danh giỏi, xanh giỏi về thị trường Thì lại thường xuyên bán thấp rồi lại mua cao Và họ tưởng rằng là trong mối thương vụ họ làm ăn Có một chút trình lệch Thì đem lại cái mức lợi tức là cao hơn, nhiều hơn và nghĩ rằng là cái dòng tiền xoay như vậy thì sẽ đem lại cái lợi ích lớn nhưng mà họ quên mất rằng là mỗi lần mua bán thì sẽ đóng phí đóng thuế và đóng cho gọi là chia chác cho cò môi giới rất là nhiều khoản tiền và cái điều mà họ mất mát nhiều hơn nữa đó là họ đi đánh bắt xa bờ gần bờ mua miếng này bán miếng kia thì theo một nguyên lý thông thường của một cái vận, chu kỳ vận động của thị trường Uh, nói chung và thị trường bất động sản nói riêng thì bất động sản nó có khuynh hướng là uh, nó sẽ tăng đều và tăng gần như là có cái tính gọi là uh, khá là tỷ lệ thuận ở hầu hết các khu vực, hầu hết các cái các các cái sản phẩm trong cái lĩnh vực bất động sản chỉ là nó ít nhiều uh, tùy vào từng thời điểm và tùy vào cái 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 cái, cái nơi nó nóng sốt nhưng cái người mà chuyên gia không thể một lúc mà đủ cái khả năng để mà theo dõi hết được thị trường của toàn quốc nói chung hoặc là thị trường của toàn cầu nói riêng thì như vậy họ không thể lúc nào cũng sẽ mua bán vào được nơi mà đang có cái sự nóng sốt để rồi bán nơi nóng sốt mua nơi lạnh và sau đó nơi nơi mà gọi là chậm đà tăng hơn phần lớn thì họ đều bán đi một miếng đất ở vị trí a mua ở một vị trí B thì đều theo một cái nguyên lý đó là bán cao thì sẽ phải mua cao và bán thấp thì sẽ mua thấp tức là thị trường đã tăng thì họ bán mua chỗ khác thì rõ ràng chỗ khác cũng tăng rồi chứ cũng không có cái câu chuyện là dễ dàng là là bán chỗ này mua chỗ kia nhưng mà họ luôn thiệt hại về công sức về tâm sức trong cái câu chuyện đầu tư cũng như họ thiệt hại về những cái phí thuế và những các vấn đề chi phí liên quan còn cái người mà không am tường tưởng chừng như họ không hiểu biết gì thì họ quên luôn những cái sản phẩm của mình. Họ rất giản đơn trong cái câu chuyện mua bán đầu tư phục vụ cái nhu cầu thực sự của mình, cần một miếng đất để ở, cần một ngôi nhà để để sinh sống, cần một nơi để để làm, cần một nơi để à, hoạt động. Cần một nơi để mà phục vụ cho cái nhu cầu gọi là buôn bán kinh doanh cũng như là khi dư tiền thì cần một nơi để cầm giữ và cất nhất cái tiền của mình thì họ mua một cái sản phẩm bất động sản uh, có dòng tiền có thể cho thuê mướn có thể cho thuê phòng trọ và họ ổn định với cái cuộc sống hàng ngày uh, thỏa mãn với những cái nhu cầu thực tế của mình không quá kỳ vọng vào những cái sự tăng giá và thực tế đã cho thấy phần lớn những người làm và kinh doanh theo cái kiểu gọi là uh, Người ta gọi là cái gì ạ? Người ta có một cái câu nói gọi là à, Ngu ngơ thì đại khù khờ đấy Đại loại cái câu nói như thế Thì mọi thứ nó lại đến rất là tốt đẹp à, Có nhiều người à, Cái đây 10 đến 15 năm về trước Thì mua với cái mức giá khá là thấp Đến ngày hôm nay Thì nhìn lại thì mỗi năm cái mức giá Bất động sản đã tăng được một lần Thì cách làm như vậy Liệu có phải là cách làm tốt hơn? Phù hợp không? thì xin thưa với anh chị và các bạn là đó là cách làm tốt đó là cách làm phù hợp và đó là những cái lưu ý rất giản đơn qua cái câu chuyện qua những cái chia sẻ thì chúng tôi thấy được rằng là những người mới tham gia thì cần phải lưu ý một vài cái điểm như thế này cái điểm thứ nhất đó là chúng ta phải định vị lại chính chúng ta là ai chúng ta tham gia thị trường với những cái hiểu biết khá là ngắn không có nhiều và cũng không cần thiết phải biết quá nhiều thì chúng ta định vị là chúng ta đang là những người gọi là khá là mới trong cái lĩnh vực này do đó thì chúng ta kiểm tra lại xem cái nhu cầu tài chính thực tế của chúng ta hiện có là bao nhiêu khi chúng ta nghiên cứu và thấy được rằng là cái nhu cầu tài chính của chúng ta đang có thể đáp ứng được với cái miếng đất có giá trị bao nhiêu từ đó thì chúng ta sẽ làm theo một cái bước tính thứ hai nữa là chúng ta sẽ cân nhắc tìm kiếm một cái sản phẩm bất động sản ở gần cái khu vực chúng ta sinh sống. Tìm kiếm một cái nơi để thỏa mãn cái nhu cầu đáp ứng được cái nhu cầu gọi là thay vì chúng ta đang phải thuê mướn để, để 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 ở thì chúng ta tìm một cái bất động sản để là ngôi nhà của mình để thay thế cho cái việc chúng ta phải hàng tháng chi ra 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu để thuê mướn thì chúng ta mua một sản phẩm bất động sản dùng để ở và chính nó sẽ tự nhiên à, hòa chung với cái đà tăng của thị trường à, đem lại cái lợi ích và chúng ta chẳng cần phải tính toán gì thêm nữa chúng ta chỉ có tính toán hai chuyện là tài chính có bao nhiêu vị trí chúng ta cần phải 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 cân nhắc để có thể ở và sinh sống lâu dài sau khi mà chúng ta đã có thỏa mãn được cái những cái tiêu chí rất giản đơn về Câu chuyện là đáp ứng nhu cầu sinh sống, an cư lập nghiệp. Thì chúng ta lưu ý đến điều thứ hai, khi tham gia cái lĩnh vực này, chúng ta không dành, không giỏi, cũng không có khả năng để có thể giỏi hơn những người trong lĩnh vực trong ngành, nắm bắt được thông tin ở những nơi nóng sốt để chúng ta có thể lướt sóng, đu gọi là đu sóng với những con sóng dập dìu trong lĩnh vực bất động sản. Thì chúng ta hãy nghĩ đến câu chuyện hãy mua một bất động sản có dòng tiền có dòng tiền tức là một bất động sản có thể cho thuê được. Một bất động sản có những cái phòng trọ hoặc có thể xoay lên được những cái giấy phòng trọ có thể cho thuê mướn để chúng ta có dòng tiền đều đạn về. Và chúng ta hãy coi cái bất động sản đó như một nơi cất giữ tiền thay vì chúng ta cất giữ trong ngân hàng. Chúng ta có thể chưa đủ tiền, chúng ta nên lưu tâm đến cái vấn đề sử dụng đòn bẩy, uh, margin tức là vay ngân hàng ở một cái mức độ vừa phải cho phép khuyến nghị của chúng tôi là nằm ở dưới 30% thôi tức là chúng ta nếu mua một cái bất động sản một tỷ thì phải có tiền mặt khoảng 700 triệu và chỉ nên vay khoảng 30 triệu 300 triệu thôi đó là điểm thứ hai là cũng khá là giản đơn với những người mới là chúng ta chỉ cần mua sản phẩm có dòng tiền dòng tiền đó đủ hoặc dư một chút cho cái cho câu chuyện thanh toán cái phần mà lãi ngân hàng 30% trăm đó sau đó thì sau một khoảng thời gian nào đó nhất định Thì chúng ta có thể sử dụng cái 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 dòng tiền đó Với cái khoản dư là trả gốc Cái phần mà uh, cho thuê Mà trả được bù được cái phần lãi ngân hàng Thì sau khoảng 10-15 năm Thì chúng ta đương nhiên có cái sản phẩm bất động sản của mình Và sản phẩm bất động sản đó thì Về mặt thời gian Thì giá thuê nó sẽ tăng dần Và chúng ta sẽ hưởng được cái lợi ích rất là tốt Bên cạnh đó nữa thì cái giá mà Nếu mà chúng ta mua một sản phẩm bất động sản ở đất liền Có đất có cái gọi là có cái số số đỏ của đất nữa thì chúng ta sẽ được hướng lợi ích ở cái góc độ tăng giá của bất động sản đất điểm lưu ý thứ ba mà chúng ta những người khá là giãn đơn tức là những người mới tham gia lĩnh vực này thì tốt nhất là không nên cập nhật những cái thông tin cũng như nghe ngóng quá nhiều về giá cả của cái sản phẩm bất động sản chúng ta mua được chúng ta nên tập trung vào cái công việc chính của chúng ta đó là đi làm kiếm tiền để phục vụ cái đời sống nhu cầu gọi là sinh sống hàng ngày còn ông bà thường thì có một cái câu đó là nghèo thì lâu giàu mới chốc hoặc là muốn làm giàu có cố cũng không được nên là cái câu chuyện nó sẽ tự đến trong với những người không chuyên không có quá nhiều trình độ và những người mới tham gia lĩnh vực này thì chúng tôi đưa ra một vài cái lời khuyên như vậy hy vọng rằng là những video của chúng tôi những chia sẻ của chúng tôi sẽ đem lại những hữu ích cho anh chị và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video này tới cộng đồng để nhiều người cùng nghe cùng sẻ chia với ý kiến thêm những cái vấn đề tích cực hơn giúp ích cho cộng đồng ngày càng phát triển hơn xin chào và hẹn gặp lại